Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha anh em. Rồi thì hôm nay mình sẽ đánh lại bánh ngọt nha anh em. Để coi thử bánh ngọt bữa nay nó còn có mạnh hay không. Rồi thì đầu game ở đâu đánh quái thì mình có được con Ren, nên mình sẽ ván này mình sẽ sử dụng nó carry luôn nha anh em. Thì ví dụ như anh em đánh bánh ngọt mà anh em ra con Zenith trước thì anh em dùng nó, còn nếu mà ra con Ren thì anh em dùng con Ren. Nói chung thì ở cái round 2 thì mình có bán thắng bán thua, nên nói chung máu mình thì cũng 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 còn khá ok anh em, còn 88 máu. Hiện tại thì đang để con vét đứng tăng trước. Nói chung đánh cái bánh ngọt này nó bất lợi một cái là mình lúc nào mình cũng phải lựa chọn mình ghép hết đồ anh em. Bởi vì cái điểm số bánh ngọt nó tích dựa trên là cái lượng đồ mình có. Rồi thì cái loại hai, cái loại bạc thì mình sẽ lấy cái loại đánh siêu rác nha. Rồi thì cái đây mình có luôn, nó cho mình hai này luôn, mình bỏ vô là mình sẽ được bốn bánh ngọt. Thì cũng như mọi khi đó anh em, cái hệ bánh ngọt này thì anh em nếu mà dàn tăng thì anh em sẽ sử dụng con ngộ không, còn nếu không á thì anh em sẽ sử dụng con Rakan nha anh em. Thì hai con đó mình sử dụng để mình tăng. Thì thường bánh ngọt mình đánh theo kiểu bánh ngọt của mình là mình sẽ đánh bánh ngọt bảo hộ, dùng ngộ không tăng nữa thì bảo hộ bóp máu cho ngộ không nếu mà ngộ không nó ra đẹp. Còn nếu mà trong quá trình ron mà anh em thấy ngộ không nó khó ra ấy, anh em bỏ thì anh em có thể sử dụng con Rakan thay thế nha. Rồi thì bây giờ nhà đây nó khá mạnh anh em, nó có Rai trước căn nhà. Nói chung là thường mình đánh bánh ngọt thì khả năng mà mình đánh liên thắng nó cũng khó lắm anh em, thành ra là sẽ có chặng thắng chặng thua. Thì nói chung quan trọng là mình chặng thắng mình nhiều hơn để mình tích điểm là được. Rồi thì có ngộ không luôn, đổi đổi luôn nha anh em. Thì cái con ngộ không đây á, mà mình thấy ví dụ như đồ bình thường mà anh em sử dụng á thì anh em nên sử dụng là một cái thú từ thành giáp giáp máu với cái phút rồng. Nói chung mình thấy đồ như thế là ok nhất anh em, còn nếu mà anh em có những đồ khác thì anh em ghép kiểu khác vậy thôi. Còn con Rakan, à còn con Ren, con Brand á thì lúc nào mình cũng sẽ ghép cho nó là Sujin, Nasor và Gan Bảo Thạch. Bởi vì Sujin thì nó tăng mana, còn Nasor thì một khi anh em dùng kill nó sẽ tăng tốc đánh để nó gọi là nó tối ưu cái lượng dùng skill của con Brand lên hơn anh em. Với lại anh em mà đánh ở cái round nào mà anh em mà đánh ở cái ván đấu nào mà anh em đánh cái cổng mà có nhiều đồ á thì anh em vô anh em ghép sớm anh em, với lại anh em có cái ấn của bánh ngọt nữa thì anh em lên số nhanh lắm. Rồi thì cái rau này tướng muốn vàng nó có cả con người quên và con Fiora luôn anh em. Thì nếu mà lấy được à, để coi mình cần cái gì đây, lấy người quên cũng được anh em, mà người quên mất rồi chắc lấy Fiora nha. Thì thường thì mình đánh cái bánh ngọt này anh em, nếu mà anh em có ăn á, nếu mà anh em có ăn á thì anh em sẽ đánh có 5 con bánh ngọt, anh em sẽ cho con Rakan hoặc là sau này anh em có con Morgana anh em cho hang đó cầm mắng cũng được. Còn nếu mà anh em không có bánh ngọt á, anh em đánh bốn bánh ngọt á thì tí nữa mình sẽ thay con Soraka ra bỏ Gawain vô. Thì cái đội hình mình thường hay đánh của bánh ngọt này á là mình sẽ đánh bốn bánh ngọt là con Rumble, con Zenith, con Gawain và con Brand. Rồi mình sẽ kẹp thêm cho nó là con Fiora vào. Nói chung con Fiora vào thì nó khỏe lắm anh em, nó sẽ kích nó với con Gwen thì sau này sẽ là hai con vừa tăng vừa đam chính nhà trước. Và mình sẽ kẹp thêm bảo hộ vào, bảo hộ thì tùy anh em thường thì mình sẽ kẹp con Morgana và con Rakan vào đấy, là nếu mà kẹp hàng qua đó còn nữa là mình sẽ được ba bảo hộ. Rồi còn nếu mà anh em thích kẹp ngộ không, nếu mà anh em ngộ không lên sớm thì anh em kẹp thêm ngộ không vào, còn nếu mà không lên thì khả năng anh em thích anh em qua thuần bốn bảo hộ luôn cũng được. Rồi thì cái đó là cái đội hình của mình hay đánh, mình chia sẻ anh em. Thì nói chung cái này đánh cái này mà anh em, nói chung là mỗi người sẽ có mỗi cái lối tư duy, mỗi cái lối đánh khác nhau. Còn mình thì mình hay đánh cái kiểu như vậy, thì mình thấy như vậy có như vậy là tối ưu nhất của cái đội hình này rồi anh em. Giờ nói chung mình không có ghép cái nào vô hết để mình đánh theo kiểu bánh ngọt hết. Rồi thì mời anh em cùng xem tiếp theo để coi thử cái đội hình bánh ngọt cái ở cái bản cập nhật này rồi thì bánh ngọt nó còn carry nổi không anh em nha.
Tại nhà bên đây thì hình như đang muốn đánh pháp sư vép à, vép cho cầm đồ vui vậy. Đó, anh em thấy con vép ở clip vừa rồi của mình đó, cho cầm ba cáo cho anh diệt vong mà nó đen một cái là con vép nó không có lên được 3 sao anh em. Nhưng mà nói chung đội hình vẫn mạnh, leo rank vẫn tốt. Thì thật chắc mình chơi cái đây mà anh em, nói chung là nhân phẩm là một phần nữa. Nói chung nhân phẩm anh em mà tốt á, anh em đánh đội hình nào từ đầu game nó ra anh em ngồi chơi không anh em cũng thắng nữa. Nhưng mà một khi đã đen thì ron ron nát người không ra. Rồi thì ở level 7 này thì mình sẽ kẹp luôn con Fiora vào trước nha anh em. Bây giờ mình sẽ ron sơ đội hình. Để mình ron sơ sơ để mình kiếm thêm con Rain thử coi nó có lên được không. Nói chung này thường anh em đánh cái đội hình bánh ngọt này ít nhất là anh em một là con Xin, hai là con Rain, phải có một trong hai con phải lên được 3 sao anh em. Hoặc là nếu mà anh em có con Fiora với con Gwen mà lên 2 sao từ sớm á thì anh em có thể bỏ qua hai con kia luôn cũng được. Anh em lên anh em dồn anh em up cấp 9 anh em ron luôn con ron luôn hai kia để dạy cho nó máu. Đó nói chung thì ván này con ngủ không. Đó, bây giờ ngủ không ra ngủ không hai à. Cho tại mình mới nãy mình lướt lướt là mình cũng thấy có mấy nhà đánh rồi anh em à. Bây giờ bỏ vô thì bây giờ mình muốn tiết kiệm lại cây tháo đồ anh em. Bây giờ mà bán con ngủ không đi cũng tiếc, mà dùng cây tháo đồ thì cũng tiếc. Bởi vì do tại xíu nữa mình có lúc mình cần tháo đồ là mình hay tháo. À với lại cái anh em mà đánh cái bánh ngọt này nó có một cái chích lỗ của nó là anh em sử dụng thêm con Milo nha anh em. Anh em kẹp con Milo vào để con Milo nó hack trang bị. Thì bởi vì cái trang bị con Milo nó hack được á là nó vẫn sẽ tính vào điểm trang bị cho anh em để anh em cộng vào điểm của bánh ngọt nha. Nói chung nếu mà anh em ra con Milo sớm thì anh em nên sử dụng. Rồi thua tiếp rồi anh em. Ở nhà bên kia như đang đánh thợ săn. Cũng đang ron zin rồi nè. Nói chung một ngày mình ít thời gian lắm nên mình về mình làm được clip nào mình lo mình làm cái đó thôi. Rồi cái loại cuối cùng là cái loại vàng. Không phải hôm nay cũng được nè nè, cái cũng là cóc tóc mà. Nếu mà lấy không phải hôm nay do tại mình quýnh cái này mình rất cần trang bị nhiều. Cái này thì mình sẽ cho con phiêu ra cầm luôn. Đó. Rồi, đổi thế này vô đi. Cho tại mới nãy mình mua mình để một con Soga ở ngoài là để dạy anh em. Lỡ con này ra mình bán mình sẽ giữ lại một con. Thì lúc nào mình sẽ giữ lại một con nha anh em. Lỡ mà xíu mà mình có được cán bánh ngọt á thì mình sẽ lắp con Soga vào. Nhầm tới giờ đó đi kiếm thốn lắm anh em, kiếm không ra. Nãy giờ không thấy ngộ không luôn anh em. Thôi tự đổi, nếu mà mình lên con ra canh 2 thì mình sẽ đổi vào. Rồi lại thêm nhà nữa đánh thợ săn tiếp. Nhà bên đây thì đánh thợ săn với rồng. Nói chung đánh cái đội hình này thì khúc đầu mạnh thiệt anh em. Đầu game giữ em mạnh. Rồi bên kia bắt thêm mớ ngộ không của mình nữa chứ. Á hèn chi nãy giờ ngộ không ra ngoài không có anh em. Rồi máu thì còn 49 máu. Rồi 50% máu rồi đấy. Rồi giờ mới có thêm con ngộ không nữa nè. Ra cánh luôn à. Mà ra canh thì mình thay ra canh còn ngon hơn anh em. Đó. Thì giờ mình sẽ tranh thủ mình sẽ kiếm con Rain để mình bắt luôn. Nhà bên đây thì đang đánh băng giá hóa hình. Nói chung là thấy cái hệ băng giá mùa này cũng bị chỉnh sửa hơi bị nhiều. Lúc thì mạnh quá, lúc thì yếu quá. Yếu quá phải tăng lên. Rồi nhìn nhà là biết ăn rồi anh em. Nói chung mình thấy mình đánh cái đội hình này của bánh ngọt, nếu mà nó suôn sẻ thì mình thấy cái đội hình này anh em đánh anh em bam khá khá ngon anh em. Nhưng mà nói chung mình chỉ thấy anh em nên đánh bánh ngọt khi mà ở đầu game anh em có thể đánh ra được con Brand và con Zenith. Nếu mà nó ra từ đầu thì anh em nên đánh bánh ngọt, còn không thì anh em không nên đánh từ đầu nha, bởi vì tích điểm lâu lắm. Với lại không có con chủ lực carry anh em. Đó con Morgana nhìn cũng ngon đó, nhưng mà bây giờ mình đang muốn lấy cái gà quá khổ để mình về mình ghép cái gà mỏ thạch luôn.
Rồi đây có thêm Hoshin. Máy cho Kama gì nhiều với ta. Rồi có Rumble 2 luôn. Nói chung cái mùa này được cái là có thêm mấy cái bùa nó mua vui anh em. Lâu lâu có mấy cái bùa thì ngon. Rồi hành trình tích điểm của mình đã được 432 điểm mà ra 4 chấm này nè. Rồi anh em. Nói chung thì tích cái này thì cũng còn hơi chậm. Chớ khúc đầu mà anh em ra được con Milo sớm đó anh em. À anh em chỉ cần quăng cho nó mấy cây Sujin thôi, hát liên tục. Hát đồ đếm mỏi luôn anh em ạ. Ăn nó không đây. Á thun rồng anh em ơi. Rồi còn 40 máu. Ô hang phiêu ra ngon vậy. Thêm ngon ren nữa. Ừ ra như thế này được nhiều ngon nha. Nói chung lên được con phiêu ra với con gù quen 2 sớm á, thì có con gánh phụ đam thêm anh em. Cho là thật chắc thì bản chất của cái đội hình bánh ngọt này thì nó yếu lắm anh em. Nó chỉ có tích điểm thôi, ít lấy đồ cho nó chẳng có kích được thêm cái gì hết. Nên thành ra mình phải kẹp thêm bảo hộ để cho nó hồi máu. Rồi nhà bên đây thì có con vép 3 luôn rồi. Nhà bên đây như đang đánh pháp sư này. Nhìn vép nhìn ghê thế nè. À mà được con phiêu ra mình nó luôn ra được sâu rồi anh em. Nó luôn ra được sâu cũng đỡ nha. Đấy. Ra mà chọt hết được vàng sau là ok. À con mô đơ ca sơ đây ghê thế nha. Trắng đây. À anh em còn nó búp giáp kìa. Gì. Ủa mà nó bị choáng anh em. Hình như cái tay lâu lâu nó bị game nó vẫn bị lỗi anh em à. Đó anh em coi. Nhờ giảm mới thắng á. Chứ con mô đơ ca sơ nó bổ là chết. Cái nhà bên kia mình cay lắm. Rồi thêm con phiêu ra nữa ngon thế. Rồi có 6 con ren rồi xin biết hả. Nói chung thì ván này mình lên được con nào thì mình cứ lên thôi nè. Mà nãy giờ có vẻ như con ngủ không căng nhờ. Ron nãy giờ không ra thêm con ngủ không là luôn. Hình như bể tướng mấy nhà kia cũng bắt hình như hết rồi sao vậy chứ. Rồi sen có thêm cái này. Cái này căng nhờ. Ồ này có Milo luôn à. Đó thì mình sẽ ghép cái bàn tay công lý. Còn này chắc lấy kiếm BF anh em. Bây giờ ghép cái kiếm cũng được. Nhưng mà bây giờ mình đang muốn do tại con Rakan nó đang cầm cái thú tượng thành giáp anh em. Nó đang cầm giáp. Hay là chuyển đồ qua Rakan đi anh em. Chuyển qua Rakan nha. Đó cái này thì mình sẽ ghép đỡ cái móng vuốt. Rakan cầm đồ hợp lý hơn anh em. Chứ còn bây giờ ngủ không bây giờ không lên được thì chắc khả năng sắp tới mình sẽ bỏ ngủ không ra luôn. Bây giờ mình sẽ lên cấp 8 để mình nhét con Milo vào. Con Milo thì nó sẽ hát thêm được xíu đồ nữa nè. Ổn áp hơn. Đó là trong này bây giờ con Fiora mình nó cũng khỏe rồi. Đồ đặt là ok đấy. Rồi. Được. Chơi được anh em. Tốt tốt. Rồi lên luôn nha. Đó. Rồi thì vừa nổi cái hũ 600 luôn. Tại chỗ này hả? Ừ. Chỗ này khó nhà. Ồ mà bây giờ mới nãy mình quên ha. Mình nếu mà mình để lại cái áo choàng đó mà mình rút đồ, mình rút cái găng võ thuật à, mình rút cái găng đấu tập của con Xin ra mình ghép cho con người quên thì mình sẽ được cái áo choàng. Rồi có con này luôn. À, Jin bên kia nó bắn khét quá nè. Nhưng mà cũng đỡ là mình có con phiêu ra. Đó anh em thôi. Con phiêu ra nó câu được tốn đàm anh em. Nói chung bây giờ lên cấp này là bắt đầu Ron ngủ không ra là bây giờ hết muốn ngủ không rồi nè. Trời luôn. Đó, thêm cái rương này hả? Cái rương này cũng được anh em. Cái rương này thì nếu mà con Milo nó hát đủ. Thôi bỏ một không luôn nha anh em nha. Trời dậy đi. Đó, mình sẽ đưa con đó lên trên. Nó chết trước. Lấy đồ trước.
Nói chung nếu mà mình nổ được cái móc mà 975 á thì mình sẽ có được cái rút đồ bệnh viện. Rồi ván này phải nhờ hết vào ra canh tăng nha. Ra canh mà tăng không nổi là quẹt. Rồi nói chung phiêu ra vẫn khỏe lắm. Phiêu ra có được cái bàn tay công lý là nó có máu được anh em. Tay nó không có cái ấn bánh ngọt anh em ơi, rồi mất luôn cái quyền năng khổng lồ rồi. Thì bây giờ mình lấy cáo trạng được mà mình lấy cái giáp lửa cũng được anh em, lấy giáp lửa đi. Giáp lửa về mình ném cho con Luna luôn. Anh em thấy hình như mình thấy cái bể tướng của cái mùa này nó cho tướng tào lao thế nào anh em? Thường thường là nó ghi là nó sẽ cho những con tướng phù hợp với đội hình của mình, mà nó nãy giờ mình thấy nó toàn cho mình mang tướng gì đâu mà. Cho mang tướng hai hết cửa rồi, có người quên hai luôn nha, có người quên hai là cũng khỏe rồi đấy. Thêm Zenith nữa, thêm người quên nữa, thêm Rain nữa. À được, càng thế ta. À, gặp cái nhà bên này vẫn ớn anh em. Nhà bên đây thì nó ăn ăn được không? Ăn được anh em, ăn được, ăn được, ăn được. Ok. Ăn được nha. Rồi thì mình bán, quyết định bán hai con ngộ không đi luôn rồi anh em. Vậy là bán này mình sẽ không chơi ngộ không nha. Mình sẽ cho ra gan tăng chính luôn. Rồi bây giờ chỉ cần kiếm thêm con Ren 3 nữa là mình sẽ up cấp. Rồi sắp nổ rồi anh em. Chắc đánh rao nữa nổ. Rao nữa nổ nổ không ta? Rồi có Ren luôn. Rồi dạ đi. Nói chung anh em nhớ nha, anh em mà đánh bánh ngọt á, anh em nên cố gắng kẹp con Milo vào, bởi vì con Milo nó hack trang bị được và trang bị nó vẫn sẽ tính, nó vẫn sẽ quy đổi thành điểm. Rồi nhà bên đây nó cầm ngộ không ba rồi, hèn gì nãy giờ rong hoài không thấy ngộ không đâu. Nói trong bỏ ngộ không là chí lý anh em, chứ còn mà cứ đam mê theo ngộ không thì chết đó. Rồi ngộ không ba thì rồi làm sao, rồi cũng phải chết thôi. Giáp cướp ngộ không của mình. Nói chung có được con Morgana thì lâu lâu nó sẽ bắt thêm tướng về, mình sẽ có thêm ít tiền. Rồi nổ cái hũ đây luôn anh em. Thì cái đây mình sẽ có được cái 500 vĩnh cửu luôn nha, có thêm ít tiền. Đó rút ra luôn đi. Còn hôm nay ghét thế này, ghét bằng tay công lý luôn anh em. Đó anh em thấy nó cho mấy tướng chán hết cỡ. Cái này hả? Cái này lấy quyền trượng được anh em mà thôi, chắc mình sẽ lấy vuốt rồng. Mình lấy vuốt rồng mình cũng cố dàn tăng với bạn anh em mà. Dàn tăng nó hơi bị lỏ. Đấy, cho vào luôn đi. Hay là có đập đồ đập luôn anh em. Rồi để lên cấp 9 trước lại nha. Bỏ trước cái này đi. Đó giờ hiện tại thì còn ba nhà thôi, rồi nhà kia gặp mình nữa rồi, nó đã không ăn giờ sao mà ăn nổi. Đó bắt được con, à bắt được con có mò về cũng vui anh em, có con Morgana sớm cũng ngon. Nằm mì đó, thiếu con Zenith nữa là lên Zenith 3 luôn, đập luôn nha anh em. Ồ cái này chỗ này cầm. Ở ra ra quyền năng khổng lồ cũng được anh em, cũng hợp lý. Rồi gặp lại cái nhà thông đạo bên đây, nhà đang biết mấy thông đạo luôn biết.
càng đấy, đúng rồi, vô cắt đem, cắt vô cái đầu nó. Đó, hình như cái nhà bên kia mới được 8 thông đạo anh em. Do tại mình thấy mới có một ấn à. Chắc đang cầu may ở vòng 6.4 này nè, 6.4 nếu mà gắn thông đạo là mình đang. Rồi thì bây giờ chắc phải tranh thủ ron sơ sơ thôi nè. Phiêu ra luôn à. Phiêu ra quên. Nhà là mình có 5 con Rakan, 5 con Phiêu ra, 4 con Gwen quên. Thiếu con Zenith nữa lên Zenith 3. Rồi, giờ còn hai nhà solo đó anh em. Đó, nãy giờ là chủ tháng 8 rồi đó. Rồi thì anh em nào, mấy anh em xem thấy đội hình này thế nào? Nếu mà anh em nào mà xem đến đây rồi thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh của mình nha anh em. Và nếu mà anh em có bất cứ thắc mắc hay là có ý kiến góp ý gì thì cứ để dưới phần bình luận cho mình. Rồi thì bây giờ mình thấy mình có vẻ mình hơi bị mạnh rồi anh em ạ. Chắc cái round này mình phải tranh thủ mình ron thôi. Nhà bên kia thì chắc còn 2 round nữa, rồi gắn bánh ngọt luôn cũng được. Ồ, không đánh bánh ngọt à. Mà nói chung bây giờ cuối game người ta cũng chẳng muốn lấy bánh ngọt làm chi nè. Giờ chẳng qua bây giờ mình về mình lấy mình đút vô cho nó hợp lý, cho nó lên 6 bánh ngọt cho vui. Đó, thay vào thế này. Rồi, cái này cho này cầm, xong, 6 bánh ngọt. Rồi, thêm con người quên nữa. Giờ con người quên nè à. Nếu mà người quên chắc bán bỏ luôn con Zin nha anh em. Giờ không lên Zin nữa. Một không. Một không nữa. Thì khó báu hả? Không. Chúng tôi không. Ồ, cái này ngon này anh em. Đấy. Thì mình lấy cái này thì cơ hội mình lên mấy con Fiora ra rồi sẽ dễ hơn. Rồi quên luôn. Milo luôn. Ồ, Morgana hả? Có vẻ bên kia vẫn chưa ăn nổi mình anh em. Ủa mà bên kia bị lỗi sao có người đá đứng giữa nhà ta? Rồi bên kia còn 22 máu. Rồi có phiêu ra luôn anh em. Để nổ ra cho mình như này. Rồi thêm một cái Neko nữa. Thêm cái Neko nữa. Thì thôi Neko lên luôn phiêu ra 3 đi anh em. Đấy. Mà bây giờ con đây anh em xem con phiêu ra 3 của mình này. Đấy. Được chưa? Ok chưa? Rồi thì bây giờ chắc khả năng phải chấp anh em. Chấp thử rau thì coi như thế nào. Bỏ mấy con cầm đồ ra. Cho thế này thôi. Để xem phiêu ra nó có căng nổi không với cái đội hình bên kia. Đừng có như tướng bốn vàng mùa 5.5 nha, lỏ muốn chết. Bao mạnh anh em ơi. Rồi xong, xong phim hết phim rồi anh em à. Rồi nhà anh kia bất lực rồi, để coi bao nhiêu đam. Ủa có mười mấy cái đam mà. Ok nha, mạnh nha. Rồi bên kia cũng đầu hàng rồi anh em, thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha.